Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của đội Vũ Gia Vũ. Thì trong video này em không nói đến những cái từ như siêu phẩm, có một không hai hay là siêu 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 phẩm, mà em chỉ nói những cái từ đơn giản như là một chiếc sập ngồi, không phô trương, và chỉ có những người nào biết chơi, biết nhìn nhận thì mới nhìn nhận được đúng cái giá trị của sản phẩm trước mặt các bác đây các bác nhé. Thì em xin giới thiệu qua, đây là một chiếc sập ngồi được làm hoàn toàn bằng gỗ gót đỏ từ Nam Phi các bác ạ, với chiều dài là 2m2, 1m8, chân 25, dạ tiền dạ hậu đều được em làm là hàng dày 10 phân liền khối cổ liền, tạo nên một cảm giác khỏe khoắn và để trơn các bác nhé, để lộ ra được những cái bộ vân đen trầm như trước mặt các bác thấy đây. Và cái thứ hai là chiếc sập ngồi này là chân 25 liền khối, không ôm tim, không ôm ruột dù chỉ là một chút nào các bác ạ. Cái này khác biệt hoàn toàn với những cái hàng siêu phẩm hương đá ở trên thị trường, là người ta chỉ nói với các bác là chân 24, chân 26 hay là chân 28, chân 30, nhưng người ta không dám chắc, không dám đảm bảo cho các bác là chân này có ôm tim hay không. Đấy, người ta chỉ đảm bảo cho các bác là hàng lành sạch, đấy, chuẩn hương đá và có vân. Nhưng mà các bác phải hiểu cho em một cái vấn đề này là hương đá hầu hết cái cây gỗ nào nó cũng có vân các bạn. Hầu hết cây gỗ nào nó cũng có vân, và cái tỷ lệ ra vân, tỷ lệ ra những cái siêu phẩm của thằng hương đá nó cực kỳ là nhiều. Hầu như nhà nào bán hàng đồ gỗ đều có những cái siêu phẩm của hàng hương đá các bác nhá. Và cái phần khuôn mặt của cái sập ngồi đơn giản của nhà em này thôi là được là em làm là khuôn 10 ván 2,2 phân động, lá mặt chắp 2. Không dùng những cái từ hoa mỹ để miêu tả chiếc sập này, nhưng các bác có thể thấy khi em tưới nước lên là những cái đường vân của thằng gỗ gò đỏ này nó hiện lên. Có thể nhìn nó đậm, nó nét hơn với thằng gỗ cụ ta của mình không ạ? Nó giống như một bộ lông của một con thú ở trong rừng. Có nhìn thấy xem giống con nào ạ? Có thấy giống một con hổ đang trưởng thành không ạ? Màu trầm, vàng đậm, xen lẫn với màu đen. Nó bị choáng quá, nó không bị lòe lẹt quá bởi những cái con hổ còn đang non, con hổ mới lớn. Có những bộ lông bóng mượt. Nhưng đây nó là một cái màu trầm, một màu vàng trầm, một màu đen trầm của những con hổ nó trưởng thành, của những con hổ nó trải qua rất nhiều những cái thăng trầm biến cố trong lịch sử rồi, biến cố ở chân đời rồi. Các bác nhìn thấy những cái đường chân 25 hay là những cái phần khuôn dạ tiền, phần mặt tiền của phần dạ đấy ạ, nhìn cái đường vân hay là cái thành khuôn, các bác nhìn thấy cái thành khuôn không ạ? Đấy, những cái đường đen, những cái đường xám, đường vàng nó hòa vào với nhau. Các bác nhìn như này thôi nhưng mà nó xếp với nhau theo một cái quy luật các bác nhá, xếp với nhau theo một cái quy luật. Với cái hàng tự nhiên nó oằn èo, vân viết nó xoắn lại với nhau, nó không ra một cái hình thù gì cả. Thì những cái siêu phẩm đó của thằng hương đá thì nó cực kỳ nhiều ở trên thị trường các bạn. Nhưng mà hàng tự nhiên xếp với nhau theo một cái quy luật cực kỳ là đều, cực kỳ là chi tiết. Đấy, giống hệt như một bộ lông của một con hổ. Đấy, màu vàng, màu đen, màu vàng, màu đen, màu vàng, màu đen ấy. Thì em dám khẳng định luôn là rất hiếm có các bác ạ, rất hiếm có. Những hàng tự nhiên nó thì cực kỳ là hiếm, cực kỳ là đẹp, và nó chỉ xuất hiện ở trên những cái bộ lông của con hổ cực kỳ đắt giá. Những người chơi sập ấy thì thường thường họ sẽ ít phô trương, họ không thích sự ồn ào, đơn giản, không hoa mỹ. Những đại gia không thích thể hiện mình các bạn, trầm như những con hổ trưởng thành, có nhiều kinh nghiệm, nhiều năm lăn lộn trên thị trường, trên chiến trường, trải qua nhiều sóng gió, nên họ không thích những sự ồn ào, không thích những cái sự hoa mỹ, không thích những cái từ như siêu phẩm, có một không hai hay là duy nhất tràn lan trên thị trường kia. Và đơn giản là các bác chỉ cần hiểu cho em hai cái điều này thôi. Gỗ tự nhiên, đường vân nó huyền ảo, nó xoắn lại với nhau ấy, thì rất nhiều các bác, rất nhiều, nó là điều bình thường. Nhưng mà gỗ tự nhiên mà đường vân nó đi theo một cái trật tự nhất định, đấy, nó xen kẽ giữa trắng đen, trắng đen, trắng đen, ở đây thì là vàng đen, vàng đen, vàng đen, như một bộ lông của con hổ thật sự. Thì cái này nó không phải là bình thường, mà nó được thiên nhiên sắp đặt và tạo hóa và tạo ra cái sự khác biệt đó các bác nhé. Và các bác phải nhớ thêm một cái điều nữa là tỷ lệ ra vân của thằng hương đá là cực kỳ là nhiều. Tại vì cái thằng hương đá là cái thằng chất gỗ cho vân cực kỳ là nhiều. Không phải nói quá, nhưng mà hầu hết những cái cơ sở trên YouTube, cơ sở ở ngoài đời thực, thì vân những cái hàng siêu phẩm, siêu siêu phẩm hay hàng có 102 thì tràn lan trên thị trường. Còn những cái hàng như là gỗ gót đỏ
thì được các đại gia săn lùng với một cái tư thế gọi là trầm, ít nói, chỉ bỏ tiền ra và săn lùng, không thích sự phô trương các bạn. Giữa một rừng siêu phẩm thì các bác nên chọn một cái bình thường thì nó tạo ra một cái điểm nhấn cực kỳ là đẹp và cực kỳ là độc đáo và chỉ có duy nhất bác có. Thì cảm ơn các bác đã xem hết video này. Hẹn gặp bác vào lúc 6:30 tối hàng ngày trên kênh YouTube của Đồ Gỗ Gia Vũ. Thì trong video tiếp theo em sẽ đưa đến các bác một chiếc sập dài 1m6, 2m bằng gỗ gót đỏ của Nam Phi.